Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Eddie đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Snake Devil rắn săn mồi nhé. Và nếu anh em là fan tựa game này thì hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu việc 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Snake Devil. Ok thì mình sẽ bật cái này ra và mình sẽ lấy cái hòm ở trong này xem trong này chứa cái gì. Thêm cái Magnet Blast và mình sẽ tiếp tục sẽ mở thêm cái hòm silver bên này, hòm bạc. Lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa có rắn mới anh em ạ. Hơi buồn. Hiện tại mình đang có 663 và cái season chúng ta đang cày lên level 5. Khá là lâu đây. Đây sẽ có thêm quả trứng mới này. Nếu mà chúng ta cày được lên level 7 thì chúng ta sẽ có quả trứng mới. Và mình cũng hoàn thành xong cái quest ở bên này. Collect the power up. Nói chung là nhiều nhiệm vụ lắm. Thôi mà làm. Hôm nay mình sẽ chơi rắn khác đi. Ông già Noel chăng? Ông già Noel hết rồi đấy, hết cái sự kiện ông già Noel đấy. Đó, mình có thể custom cái hình gì đó đẹp không ta? Kẹo này, người lùn này. Tôi đã dùng hết tất cả cái này rồi. À, dùng con panda đi anh em, con panda đi. Mình có một cái item khác gì vậy? Chúng ta có một cái item mặc áo khá đẹp. Đây là ống tre, mặc áo kung fu này. Cái này thì tôi dùng rồi đúng không? Hình như cái này tôi dùng rồi. Nhìn trông khá là dị đấy. Chúng ta sẽ có con này có chữ LOL, có cần custom đấy. Chúng ta còn thiếu khoảng 2 mảnh của nó thôi. Cái mảnh này sẽ giá là tầm khoảng 300 cho một cái mảnh này, và cái này là sẽ giá là tầm 200 đấy. Như vậy là nếu mà chúng ta mua cái này là sẽ full được con rắn này anh em, tầm khoảng bao nhiêu 500 coin thôi là chúng ta sẽ full được con rắn này. Ok, mình sẽ mua luôn hai cái pass này và để full rắn này nha anh em. Chẳng cần tiết kiệm gì nữa. Đấy, như vậy là tôi sẽ full được các cái mảnh rắn hết rồi. Ui, con rắn đầu tiên tôi đã full hết rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho từng cái bộ phận vào một. Sừng này, gai này, bàn chân này, thêm một gai này, thêm một cái này nữa này. Úi dồi ôi, oh my god. Dài lắm đấy anh em ạ. Full item, đây gọi là full item. Úi dồi, nhìn nó khá là dị đấy. Nhìn cái này khá là dị hợm. Có lẽ mình sẽ cần custom cho thêm hai cái chân nữa. Mình sẽ kết hợp cho nó một cái chân ở trên này nữa. Đó. Nhìn tởm vãi lều. Không hiểu đây là con gì luôn. Mình sẽ có color. Color mỗi cái sẽ cho một màu đi. Như thế này đi. Đấy, như thế này đi. Đấy, đẹp này mà, đúng không? Tiếp tục là màu đỏ. Tiếp tục là màu này. Chúng ta sẽ kiểu là kết hợp tất cả các màu ở với nhau như thế này. Bảy sắc cầu vồng vãi lều. Rồi, chúng ta sẽ chơi con rắn này mới nha anh em. Và chúng ta sẽ dùng cái Magnet Blast này luôn. Ai rắn siêu đẹp, siêu siêu mới và siêu khủng khiếp. Và chúng ta full item dành cho rắn đầu tiên rồi anh em. Đây là tất cả những gì hiện tại mình đang có. Đấy, trông đợi đấy. Và mình đã mất khoảng 500 coin. Nói chung con này là cái số điểm nó sẽ là thấp nhất rồi. Ok. Kia có tàu vũ trụ à? Tôi chẳng có con rắn nào có tàu hoặc là có cái thân có cái quả trứng nào mới cả. Ok, nhìn đẹp chưa anh em? Thấy không? Thấy đẹp không? Ui giời, quả này một top 1 nữa thì bá thì còn gì hỏi nữa đúng không? Từ. Rồi, headshot luôn anh em ơi. Double kill luôn. Wow, double kill hay nha. Hay nha. Có cái gì ăn nữa không nhỉ? Bên này có một con rắn này và nó đang đây, con rắn đỏ đỏ. Con rắn đỏ là cái dạng cơ bản. Đây. Đây rồi, hay rồi. Chúng ta đang khá là to và hiện tại mình đang khá là hay ho. Đừng đùa. Khá tốt. Lượn lờ khá là tốt. Ấy. Có một cái nhấp nháy. Thì mình sẽ để dành cái này cho turn cuối cùng anh em ạ. Chỗ này nhiều rắn thế nhỉ. Có một con rồng kìa. Chỗ kia có một con rồng kìa anh em. Xuống dưới nào. Tránh va chạm. Cố gắng là tránh va chạm nhất có thể nha. Không được à. Không ăn được nhiều lắm. Ui, có bị con kia nó bắn cho chứ. Nhỏ vãi lều luôn.
Cuộc sống thực sự rất là nhọ nhèm. Thôi, chỗ này đông thế nhở? Chỗ này đông vãi cả, ship ra. Oh my god. Không dám đi đâu luôn ạ, sợ quá. Nó đông quá ấy. Dưới này có cái gì ăn không nhở? Lúc nãy có mấy con chết ở đây nhưng mà cuối cùng mình chẳng ăn được cái gì cả. Mấy con kia đang đánh nhau ở phía trên kia. Còn tận đến 14 người nữa. Và đang giảm dần, số lượng rắn đang giảm dần. What the fuck? Mày ăn làm cái gì vậy? Vãi lều, bị bắn 2 phát anh em ạ. Nó bị bắn tận 2 phát luôn rồi. Thế mình nhọ, không có gì nhọ hơn. Tăng cường speed, tốc độ cái gì gì đấy. Không chết ạ. Không chết anh em. What the fuck? Thế nhờ. Hút hết tất cả thức ăn ở đây, còn 4 con nữa. Ui, bên này có rắn to thế này. Bên này có rắn to quá này. Không biết sẽ chơi kiểu gì đây. Quá rất tuyệt, tôi một phát nhờ. Mình đang bị viêm họng, khó chịu thật sự. Rồi. Lượn đi là vừa. Ở đây có mấy con rắn nó khá là bé. Ui, con rắn này to hơn mình anh em ơi. Con rắn to hơn mình cơ. Mình đang cố gắng là bo nó để không cho nó vào trong này. Nhưng mà có lẽ không được rồi. Hơi khó rồi, mình bé hơn nó anh em. Rồi, ok, đang cố gắng là bo nè. Bo đây, không cho nó vào. Ui dồi ôi, oh my god. Mình bo kiểu gì mà cuối cùng bị bo ngược lại luôn ạ. Ok, xong rồi. Còn này xác định rồi. Không chết à? Oh my god, khó chịu thế. Không được rồi. Không biết là vòng bo sẽ tiếp theo sẽ ở đâu đây. Mình không giết được nó ở trong này thì mình sẽ đài. Thế thôi nha. Chết rồi ơi. Kinh nghiệm à? Kinh nghiệm với tôi à? Giết 5 mạng. Kinh nghiệm với tôi này. Sắp lên cấp kìa. Wow. Cuộc sống nó quá nhỏ không anh em? Nhất mà được có hòm, cái hòm đồng. Tôi chán luôn. Tôi cũng chán luôn rồi. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Cố hết sức mà cuối cùng nó cho lại tôi một cái chán luôn. Không đỡ được. Không thể đỡ được luôn. Em quỳ với các anh luôn đấy. Em chịu rồi. Các anh cho em phần thưởng vãi lều thật sự luôn ạ. Rồi, em sẽ được thêm khoảng 2.000 điểm, 2.500 điểm. Vì mình giết rất là nhiều người trong trận này. Rắn mới mang lại cái sự may mắn này cho chúng ta. Ok, hay lắm, chúng ta sắp lên level. Và chúng ta sắp có thêm một cái pass, một cái item của một con rắn xịn. Trận vừa rồi nó cũng khá là ổn áp vào chúng ta. Mình đã chiếm được cái thế thượng phong là mình đã bo vào trong vòng. Đấy. Khiến nó không thể làm gì được. 5, 4, 3, 2, 1 và let's go boy. Lên nào. Một mình một đường hoặc là đi thẳng vào giữa đi anh em. Con rắn này mang khá nhiều may mắn. Dù mà chúng ta bị bắn tận 2 lần nhưng mà chúng ta vẫn trụ đến cuối cùng và top 1. Hay quá.
với được 2.500 điểm luôn ạ. Thực sự là rất là lớn. Đừng có bán anh nhá em ơi, đừng bán nha, sợ lắm. Ui dồi, con rắn đẹp thế. Con Metagon kìa, có màu mới kìa, có các cái item, có các cái thành phần, có các cái bộ phận, xịn thật sự luôn. Và này anh em lại có cái nam châm hút khổng lồ rồi. Ở đâu đây? Hút luôn anh em. Để dành làm cái gì? Có con rắn như kiểu Minecraft kìa phải không ta? Minecraft có màu mới à? Ờ, mình cũng chưa có những cái phần của những con rắn đấy cơ. Rồi vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Thật ra mình đang ở ngay gần map nên khá là dễ. Mình ăn được thêm một chút. Nó không thèm ăn luôn ạ. Ok, bình tĩnh thôi, chúng ta đang khá là dài. Và chúng ta có thể... thôi, cho nó ăn, có đấy bắt buộc cho nó ăn rồi. Không ăn luôn, bọn này không thèm ăn luôn. Không ăn thì mình ăn. Đơn giản. Có mấy con nó để phí thức ăn quá. Lên trên ăn phát nhỉ. Có ai chết ở đây không nhỉ? À, kia rồi, kia rồi, kia rồi, kia rồi, kia rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi nha. Tôi thấy rồi nha. Đây rồi. Khả năng bắn mà để giảm thiểu cái máu của nó xuống là cũng được. Không được nhiều lắm, kích thước không nhiều lắm. Mình bán luôn hay không để lâu nó cũng... Trên kia kiểu gì cũng có con chết cho mà xem. Đâu rồi, vòng bò tiếp theo sẽ ở đâu đây? Hiện tại mình cũng đang khá to. Bây giờ mình ăn thêm được vài con nữa thì tuyệt vời nhất. Ok, nó vừa ăn một cái nhấp nháy đúng không? Rồng kìa. Chúng ta thấy rồng kìa, còn chín hơn nữa. Ôi chết rồi, tí đâm. Tay run quá. Tiền tay run quá anh em. Ý. Ôi, tay run quá, tí chết. Ok, bình tĩnh nha. Nào, chơi với nhau với mày đấy. Chơi với mày đấy. 8 bit, có một thằng tên là 8 bit gì đó ở đây. Và mình đang ở phía trung tâm. Chết rồi, nó bò bên này. Đá cay cú nhỉ. Từ từ, thằng này nó hay đấy. Nó biết chơi đấy anh em. Nó biết lượn đấy. Top 1 nào. Mình cứ thật xoay thật nhiều vào anh em ạ, là kiểu gì mình sẽ nhất thôi. Nào, tôi đang ở giữa trung tâm và mình đang cố gắng là bo. Rồi, đang rất là căng luôn anh em ạ. Căng như dây đàn này. Không biết là đang ở đâu đây. Ok, mình sẽ chiếm cái khu vực bên này trước. Để nó không thể vào được. Ôi ôi, người tính không bằng trời tính anh em ạ. Khó chịu thật sự luôn ạ. Nó cứ xoay ở giữa thôi. Hay quá, càng phết nhờ.
Đi này anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi sang hẳn một bên đi. Xe thằng nào xịn hơn thằng nào. Ok, đi nào anh em. Nó đuổi theo mình thì nó phải thua. Lên đây. Căng nhờ. Mấy trận này mình chơi được 2 trận đúng không? Mới chơi được 2 trận đúng không? Làm gì cưng? Nó bé tí rồi. Còn này nó thua rồi anh em ơi. Còn này nó thua rồi. Nó đang cơ hội để nó xoay đấy. Đấy. Quá là già dơ anh em ạ. Thật sự là quá là già dơ luôn. Oh my god, chỉ cần giết được một thằng thôi mình cũng thắng rồi. Và giờ thì chúng ta sẽ cứ mình nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.